Ngồi mâm này nhá. Ok. Mọi người cùng người nâng riêng mâm ta làm tí chúc cả chai. Ba chai chưa say à. Chào mời bác đây. Đây là Bình, đây là bác Hòa. Kia là Vĩ, đây là Quân, đây là anh Mạnh. Em là Vịnh. Rượu ngon quá. Đây là chúc mừng lại tên các ông nâng cái. Mày sang chỗ tao rồi. Không. Tôi ngồi kia. Nói chúc. Quay đây tí nào, ơi, quay đây tí nào, mọi người ơi, rồi ok, rồi ok ok. Mọi người ơi, nâng cốc lên tí nào. Mọi người ơi, nâng cốc tí nào. Đây con rể tôi đây. Đây. Mày biết tao là ai không? Con rể vào. Con rể. Rồi uống đi. Làm chén được mời không? Làm chén rồi làm sao mà gặp nhau được, nhìn nhìn thấy nhau nhưng mà không bắt tay được đúng không? Giờ mới bắt tay này, rồi đây đây được chưa đấy, ổn chưa, ổn rồi đấy. Các đồng chí Khoa này đang đi tiếp mắm này, đúng rồi, quay chán giờ phải quay cả người đi tiếp mắm. Túc ơi, Túc ơi, quay về đây cơ mà. Rồi ok. Đây chú ở chỗ mẹ cái bàn này đây. Đừng quay cho tránh nữa. Rồi ok. Rồi. Mấy đứa này cho nó qua đó. Đây 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 đây, chiến ngồi đây, thêm cái ghế nữa. Rồi, thêm ghế nữa, thêm ghế nữa. Ngồi đây luôn. Thêm ghế nữa chiến đi. Quân kia ngồi lấy cái căn. Thôi để Quân. Đây. Rồi, ok, 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 ok. Ok. Không đầy đồ này. Nhiều người mà. Quân không. Không đầy đồ này, có cái gì đâu mà. Chiến chiến ngồi đây anh em. Anh em mình cũng uống chén rượu này chưa buồn rồi. Rất bốn bạn, ba đám điều kiện. Ok. Vậy anh nói em sẽ bảy điểm nếu mà ngồi mà. Rồi. Giờ nhà bác Tấn à? À đấy, mãi mãi nấu cháo điện thoại. À, ngon cái gì? Mưa thì bác cầm cái cờ bác che. Bình ơi, Bình ơi. Kiểu ngon. Mời bác đi. Chiến này. Anh uống em rồi. Đúng bây giờ. Anh chiến ạ. Anh uống bao giờ mà anh đổ, anh uống em rồi. Quê hương này. Vâng.
đây hôm xưa bác Lượn về anh nhiều tiền rất đẹp quá đẹp. Nói chung là đó rồi. Đây quân nó bảo anh là anh Chiến à. Tất nha, anh biết rồi. Chiến lên để không được. Mời bác đi. Lên anh bây giờ anh sang bên này chút nữa không tại đâu. Còn nếu mà không là anh rồi anh uống cho này. Các em rồi ok đúng. Quan trọng thứ nhất là mất đi là buồn nhưng ngược lại là vui. Em cũng chung là biết gì đấy anh đúng không? Vừa đấy sướng trong cái thời gian anh em sướng ở chỗ đấy đúng không? Anh em sướng ở chỗ đấy. Thế còn nếu mà anh em mình có cái thời gian nào ngồi với nhau tí cho nó về chia sẻ cái tình cảm. Tinh thần trách nhiệm nhưng có em và quê hương là Trùm Khế Ngọt đó. Đúng, nói chung là tất cả về là Trùm Khế Ngọt nhưng các em và tài trưởng quên đã quay đi quên đã quay lại quê hương là quê tôi nhưng các em lại quan tâm quản lý quan tâm. Nhưng mà thực tế trên tinh thần thì đối với này thực tế là tuổi tác thì chắc vì là biết gì chọn anh tuổi quá tuyệt vời luôn. Còn có ấn tượng này còn chú này chắc là in này anh em nghĩ em này bốn tuổi bảy hai chắc là không em bảy hai không trên tinh thần là tất cả ông mình cứ nói sinh năm đi cứ nói thật đi không em sinh năm 1972 nói thật là tinh thần quan trọng em anh Cường nhà em là anh Cường hai hơn em 2 tuổi rồi vậy rồi em Cường là 70 anh Chiến là Cường 70 em bảy hai vậy là đúng rồi đúng rồi cộng nhá. Thế là bây giờ là tất cả là các em cứ thế nào rồi. Bác cứ từ quy về khách thì cứ tiếp khách chết cháu đây cứ đi tận đi cháu nhá. Phong ơn chị Tâm đi rồi em ơi thầy Phong là hai cậu cháu bằng tuổi nhau ơi dậy cậu cháu đúng rồi cậu cháu bằng tuổi nhau rất rất chú tất hôn chúa bỏ cái chết này ra chúa quan hà chúa bác phải bảo là quan hà chúa chứ không phải con chúa là sai quan hà chúa quan hà chúa nó có hai xóm bác ở đây gọi là chúa quan hà không bác nói tên là sai nói chui nó được hai xóm quan hà chúa vì rồi thôn ông nguyện thương binh cái ấy nhỉ luyện chú luyện là rồi có đây bây giờ mâm này là riêng còn mâm thứ riêng bây giờ tôi mở công chế bài tôi về làm ở dưới nhà bằng chung cùng với ông anh rồi ok. Chú Tân ơi, thế thế này ở đấy ở làng đấy thì thấy là anh chào bà Bình cũng bà đáng nhà tôi thì là chủ hơn nhà mình ở đây bà đấy chào mừng anh thì không còn bà đáng là lấy chồng về bên đấy anh chào tôi đấy là con cụ bác anh nhà mình họ anh phải nói như này này bà tôi đây là ông thì là tên là ông đáng nhưng bà nhà mình là không biết tên thì mình cứ gọi bà đáng đi sai lắm rồi. Bên đấy thế là anh nói một chú kể cả thằng Hải hết nhá cái đấy kiêm bí thư hết năm 2000 coi như thế là 2005 ấy nó kiêm đấy là chỉ có Cộng Hòa kiêm có Bùi Tiến Dũng lấy vợ Cộng Hòa màu nào anh mở luôn rồi anh em uống nào anh em uống đi nào em hiểu câu này nhé. Cho em bảo giờ cứ cho anh bảo là nó là như thế rồi ok anh cảm thấy nó nhiều anh nói cho bác tốt quá đi tốt quá sẽ kết hết đi em nói đang không ăn rượu của em này em không ai chơi có nhiều rượu đâu không anh biết ba ngày sau em nếu mà mai đi anh nếu chẳng muốn em đi lên em là công an em là tí đi luôn không mà không ngờ em làm ăn đâu
nhưng mà còn bà chị gái lấy còn nhiều công việc, còn nhiều công việc đấy, nếu anh nhân dân nuôi được thì anh có cái gì ra ok 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 vâng ạ, nhà em thì cũng ở cho anh em mình là anh em thôi, cẩm phả là nhiều lắm rồi, nhưng mà thì cứ anh này lân quân nó xa lắm, xưa ra uống rượu trung đoàn cảnh sát cơ động miền Đông, tức là ở Uông Bí có 6 mâm đá 20 lít rượu quân ơi. Nháy ra cái số của anh cái máy là chưa anh thay máy rồi, nó đại đội trưởng à đây máy em hết tiền rồi. Đây. 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 Anh sang. Nếu đúng số đây. Sang anh em. Nếu đúng số em đang cho anh rồi mà anh bấm số không. Đâu A Cloud mà vẫn không có. Chưa biết. Không bao nhiêu nhỉ? Ông Hòa ơi ngồi im đấy. Tấn chưa về mông. Tấn chưa về mông. Bỏ Tấn chưa về mông, Hòa ngồi đấy. Đứng đấy. Nếu anh còn điu. Chờ không, máy này mới mà. Không lên. Cờ đi qua. Em cứ 9 nữa mà. 091. Anh sai rồi, anh sai thằng 091. 9 đúng rồi đấy. 0919 à? Ủa anh trai rồi. Rồi ok. 1 9 rồi. Rồi. 8 vì em đi liên tục mà. 595. Em nhớ là anh lưu em rồi. Lưu nhưng mà em ở đây đấy. Quân đấy. Quân Hà Thái Bình đây rồi. Không nháy lại để kiểm chứng. Em vẫn còn. Không để kiểm chứng cho người xem còn trong này không. Em mà có trường. Nói anh trưởng nhá. Qua anh vì cái công việc ấy, nhiều khi anh em nhìn với nhau là không nói chuyện được với nhau. Đấy biết là như vậy rồi. Đấy. Qua chờ hôm qua em bị sai lầm. Đúng bất sủng. Thấy chưa? Nó nhỏ à? Thấy chưa? Để làm gì? Hôm qua em bị nhận nhầm. Tuyệt vời. Em tưởng anh là anh trưởng. Trường thu khác. Em bắt tay anh. Trường thu khác. Em bảo thôi trước rồi. Không phải anh em mình. Anh em trong trong họ nhà mình rồi. Vậy là trường thu khác. Đúng chứ sao? Em bảo ôi tôi chết rồi. Trường ơi, lâu rồi. Kia đằng kia cơ mà. Đấy anh thôi nhưng mà cũng qua để mình nhớ. Cũng có cái cũng về em suy nghĩ thế giống lúc bà ngồi đấy. Đây là bà nhà mình không? Anh em ngồi bên bà nhà em bên bà tự. Bảo đấy trưởng nhà tao đấy. Mày ấy trưởng quay phim. Anh của con để tí con bắt tay trước rồi. Bà phải có cái đi đường ngồi nhau vấp cái nhớ lâu hơn là nhớ tên em rồi đúng không? Anh rất giống anh trưởng nhà em. Rồi tí nữa bà bảo trưởng nhà tao đấy. Ba. Rồi ok. Bác Hòa ơi. Cũng chỉ là bày gai thôi. Ông to ở cái hoa lê này. Đấy nhưng mà tôi là anh ngày đó. Nhưng mà đấy là cái chuyện. Đấy là chuyện nhưng mà tôi mới không trộm đấy. Đại ý. Trên thì dưới vẫn là một. Một mà. Chỉ trên thì dưới. Đây là vẫn là thằng em của tôi. Vâng, đấy là năm mình rồi. Về dòng tộc là chi trên chi dưới. Tôi vào làm vương. Nam muội, nam mùi, nam thịt. Anh em tình cảm. Cứ bảo cháu không khí giỏ. Nhưng mà anh là xa hay cũng nhận ra. Anh mà về muộn là thôi thì bảo là giỏ đấy. Nó mắng rồi. Giỏi chứ em thưa này. Thức giỏi nó đuổi. Anh hơn đi. Không có nó thiếu nó khó. Không đang lo cho cháu uống rượu nhưng cháu không uống đâu. Cứ làm. Đấy, tí nữa đấy. Cho uống đâu. Anh có uống đâu. Ta chào chú về nhá. Ông đợi lo cho ông trường không được uống nhiều. Tới đâu chú em buồn. Rồi em biết mà. Anh trường này, ông em nói với câu anh như này, anh có thảo gì. Bằng bằng là con rể đúng không? Không. Lấy lỗi. Con gái ông lấy tưởng cơ mà, con gái lấy tưởng chồng là tưởng.
ông có à thế em làm rồi. Đây là Thảo nó khác. Không, đây là bà Chòi, bà Chòi. Bà Chòi là chị gái bố anh. Chị gái bố anh. Rồi ok. Đây là đấy là bằng Thảo, bằng Thảo là tao đang trong Bình Dương. Đâu đang trong Bình Dương, đang Hóc Môn. Hóc Môn à? Trước đây là Bình Dương chả biết, anh chưa vào đấy bao giờ. Nhưng mà em nói anh à. Giờ được rồi. Không nói. Sai chuyện bao năm nay không về. Rồi, tôi mời chú Tuấn vào chán. Rồi. Ok. Okay. Oh, anh ơi, em vãi anh cuộc là ngày đó em trở về. Cháu chào chú nhá, cháu xin phép cháu đi đây. Vâng. Vâng, cháu chào chú nhá. Vâng. Cháu chào tất cả các cháu nhá. Các bác em xin phép em đi đây. Rồi. Xin chào nhá. Rồi, xin chào nhá. Cho xin chén nước rồi còn đi nào. Rồi, có mỗi vậy thôi. Ok. Rồi, ok. Qua Gia Lô rồi. Lâm ở Bình Thuận không về được. Rồi, rồi cho xin chén nước. Hả? Có đưa lên mạng không? Có chứ. Có nhá. Cứ phim ảnh nhắm bệnh rồi. Khi mà Lâm Vịnh biết liền ở YouTube. Nhưng mà vào Zalo từ đấy là chẳng thấy gì. Thế là sao anh? Zalo đang tắt máy. Rồi sẽ có Vịnh Vịnh phim ảnh Lâm Vịnh biết liền YouTube. Còn là Zalo cũng vậy. Còn là trang web cũng vậy. À nó trang web nó cả. Tất cả gặp là đều phim ảnh Lâm Vịnh biết liền. Tính ngựa lặng thế nhỉ. Về được chưa? Về nhá. À, chào các bác đi nào, về nào. Chào bác Liên nhá. Đấy, bác Liên với cô Mai là có cái lông mày giống nhau kìa. Mới đây hôm ở nhà Chiến. Dạ vâng, nhà Chiến. Nhìn thấy ảnh mà nhớ mặt cũng nhớ tên. Thôi em xin phép là em lên đường rồi. Về Ninh Bình lại mà đám tiếp. Thôi thế này, 12 là phù hợp Bắc. Vâng. Đi nó nào đi. Em về đám ta là Ninh Bình nữa. Thì em bắt buộc em phải đi. Đám trùng với bác đây nhưng mà mai nó sáng mai đi rồi sớm. Chứ không thì em phải ở nhà nó thoải mái. À uống nhiều với anh không? À đấy, mời bác đi nhá. Rồi, bye bye nhá. Ừ, anh về đây, anh về đây. Về nhá. Cháu giỏi bê mâm nhá. Đấy. Nhá. Về đây. Về đây. Xin chào nhá. Chào đây. Sao nhá? Vâng.
cháu chào Thím nhá. Và cháu về đây. Và chắc là ra ngoài rồi. Vâng, 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 vâng. Đấy, bữa tới chắc là có mặt. Vâng, vâng nhé. Vâng, chào bác nhá. Vâng, bác đã về đó. Vâng. Tặng cho vài cái ảnh nhá. Vâng. Bà đi Hà Nội luôn à? Đi Hà Nội luôn. Đấy. À, có thuyền con đưa đón ra thuyền to. Đấy. Khiếp về quê bắt cả lợn đi cả. Về quê bắt cả lợn đi. Mũ đâu, mũ đâu? Mũ để trên ông. Dạ. Chạy khỏe đấy. Chạy khỏe đấy. Tôi lúc nào khỏe anh sẽ với các cháu sang chơi. Vâng. Anh chị về đi, rồi, mưa. Về đi. Về đi anh chị. Anh Đà về ấy. Rồi ok. Về vâng. Còn nếu nhà bạn xa cho họ thì họ phải đi bộ ra. Trong người đến với cái thứ hai đó là chuyện hết sức bình thường. Hôm qua rồi bài Lữ Văn của sao không cần. Bà ơi, không đọc, cháu đã vừa về trả. Mấy mấy đứa hỏi sao xúc động còn đúng lý lại cái thời ngày xưa ấy. Mấy chị em cũng đã kết thúc chuyên mục. À, chuyên mục này là chúng tôi. Xin cảm ơn. Chứ còn không có sống với nhau thì không có trả lời như vậy đâu. Cái lúc ông đọc này, điện nó tối là gần tối không có điện, bố xúc động xong là nước mắt không trào ra. Lúc giờ đọc cái đâu để hình ảnh của bà con đi mình là hai cái em đi gặt hái này cái hiện thật đấy. Cây mướn kể dê vuốt mướn cả tán đậm ba mặt cháu về phủ cháu hay thương cháu hả phủ cháu được năm đứa con trai ba đứa gái thì quá cực kỳ. Qua đóng đâu là anh Cường hay không cái đấy anh Cường anh cũng hơi khóc đấy. Là câu chuyện chia sẻ của những hành vi cái bóng lên cái một 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 cái là bà đi nghỉ như vậy là con rể chết thì con cháu ta cũng về, bây giờ chưa